Ếch còn nguyên con, món ăn khiến nhiều người khiếp vía khi vừa nhìn thấy. Chắc chắn thông tin về món ăn độc nhất vô nhị này sẽ khiến không ít người bất ngờ. Nền ẩm thực của Việt Nam rất phong phú và đa dạng. Vì thế, bên cạnh những món ăn thường nhật hoặc những món ăn vốn đã nổi tiếng của từng vùng, từng miền mà ai ai cũng đã biết, thì cũng có những món ăn vô cùng độc lạ khiến không ít người phải vừa nhìn thấy đã sợ hãi ngay trong lần đầu tiên biết đến. Và mới đây cũng đã xuất hiện một món như thế, được một bạn trẻ đăng đàn chia sẻ trong một hội nhóm có rất đông thành viên trên mạng xã hội. Thoạt nhìn vào hình ảnh, nhiều dân mạng đã đồn đoán đây chính là món ếch, mà cụ thể là chế biến như thế nào thì chẳng ai rõ. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người khác cho rằng đây không phải là ếch mà là con ển ương hay còn được gọi là ếch on. Bà con với loài lưỡng cơ quan thuộc là ếch vì cái bụng trưng phình kia không thể lẫn vào đâu được. Và tất nhiên, giữa những bình luận tranh cãi lẫn nhau xem nhân vật chính trong món ăn kỳ lạ bên trên là món gì, thì có không ít cư dân mạng, nhất là chị em phụ nữ phải khóc thét vì mức độ gây sợ của món ăn này và buông lời chê bai. Cuối cùng, để đập tan những đồn đoán của cư dân mạng cũng như là sự duyên dáng của những người ai dùng những tính từ mạnh để bị bai món ăn mà mình chưa biết đó, một cô gái trẻ đã giải thích rằng đây chính là món ếch on đặc sản ở Ninh Thuận. Cụ thể, ếch on ở đây người ta có thể mang đi nấu canh, nướng hoặc luộc. Cô gái còn nói món này mắc ngon. Tìm hiểu kỹ hơn một chút thì được biết, đúng như lời cô nàng chia sẻ trên, đây là món ếch on đặc sản độc nhất vô nhị của đồng bào dân tộc Chăm tại khu vực Ninh Thuận. Cứ hễ vào đầu tháng 5 khi mùa mưa bắt đầu, kéo theo đó là tiếng kêu rền vang của loài lưỡng cư có cái bụng to tướng này. Người Chăm ở Ninh Thuận sẽ háo hức đi săn bắt loài ếch on về để chế biến thành các món ăn đặc trưng của dân tộc mình. Ếch on vốn giàu chất đạm lại được đánh giá là ngon thịt, thơm mềm như thịt lợn nên cách chế biến chúng cũng rất đa dạng. Chẳng hạn như luộc, nướng, chiên giòn làm gỏi và nổi tiếng nhất là món canh chua ếch on nấu lá me non. Với món nướng ếch on sau khi bắt về sẽ được làm sạch bằng nước ấm có một chút muối để tẩy sạch chất nhầy trên cơ thể, sau đó sẽ được phơi qua một ngày cho khô ráo. Tiếp đó, cứ thế cho lên bếp lửa hồng bập bùng, mùi thơm nghi ngút bốc lên, đến khi thịt ếch on vàng rụm là món ăn hoàn thành. Ếch on nướng hay được chấm với muối ớt cay hoặc mắm me có giả thêm lá cà ri rừng. Còn đối với món canh chua ếch on nấu lá me, ếch on sau khi bắt về sẽ được sơ chế sạch bằng nước ấm như trên. Tiếp đó, cắt chúng ra thành từng miếng nhỏ, ướp hành, ớt, đường, nước mắm, rồi bỏ vào chảo xào tái một chút cho dậy mùi. Tiếp đến là nấu nước dùng, gồm một nắm gạo rang, cà chua, lá me non, nêm nếm gia vị cho vừa miệng. Xong cho ếch on vừa xào vào để lửa riu riu một chút là có thể thưởng thức được ngay. Cách chế biến món này hơi cầu kỳ, nhưng thử nghĩ giữa mùa mưa duyên hải Nam Trung Bộ gió lạnh làm một bát canh ếch on nóng hỏi thì chắc là thú vị. Tuy nhiên, nếu tìm hiểu kỹ hơn, thì chắc chắn thông tin về món ăn này nhưng lại ở một quốc gia khác sẽ khiến không ít người bất ngờ. Hóa ra, món ếch on không chỉ có ở Việt Nam mà còn là đặc sản của người dân ở khu vực Đông Bắc Thái Lan nằm ở cao nguyên Korat. Thậm chí còn trùng hợp đến mức, món ăn độc đáo này cũng được người Thái Lan chế biến gần như tương tự cộng đồng người Chăm ở Ninh Thuận. Có thay đổi một chút, bởi người Thái biết kết hợp thêm nhiều loại gia vị truyền thống để đẩy hương vị món ếch on trở nên đặc sắc hơn, thơm ngon hơn. Vậy đấy, nếu có dịp đến Ninh Thuận hoặc vùng Đông Bắc Thái Lan vào đúng mùa, bạn hãy thử một lần nếm món ếch on đặc sản này nhé.